Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ solo squad chế độ của FPP nhá. Lâu rồi thì mình chưa có solo squad chế độ này. Vâng, muốn bắn tốt thì phải chơi chế độ này nhiều. Không có ai thì phải. Vâng, rất nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình cứ thích chơi bản China. Dĩ nhiên rồi. Bản mới hơn thì dĩ nhiên phải thích chơi hơn những cái bản cũ. Vâng, ví dụ như là một cái điện thoại nhiều tính năng và một cái điện thoại ít tính năng thì anh em thích điện thoại nào? Thế thôi. Đơn giản. Vâng, clear. Thế này thì chỉ loot thôi. Không có bắn nhau rồi. Chán quá. Mình thì mình thích những cái khu nào rớt xuống bắn nhau thôi. Bây giờ những cái khu mà nó rộng lớn như thế này mà loot làm sao mà hết được. Phải có người loot hộ chứ. Ok, mình sẽ sang khu San Martín để kiếm người bắn nhau nhá. Lúc đau hết cả tay, nguyên một khu to BL. Hồi đầu mình chơi thì mình ít khi đi loot đồ lắm, chỉ loot đủ đồ cái đi bắn nhau luôn. Tại vì cái sở thích của mình nó hơi bị thú tính một tí, chỉ thích loot xác người khác thôi. Còn từ sau cái vụ mà thử thách thì nói thật, ngày nào mình cũng phải vào nhà để loot đồ, loot hết nhà này đến nhà khác. Ok, khu này thì nó rất là rộng lớn. Và cái điều dĩ nhiên là phải có người. Mình bắt đầu ngửi thấy mùi rồi anh em ạ. Đây rồi. Chạy đi đâu? Yếu rồi này. Bây giờ chỉ việc lên liếm thôi. Bú máu à cưng. Ui dồi ôi. Mình biết bạn yếu rồi. Ok. Đồng đội đâu? Bơi hết vô đây. Chắc là thanh niên đi lút lẻ. À đây rồi. Thằng này thì boss rồi. Chắc đồng đội nó chia người ra để đi lút. Khá đen. Chả có gì. Thằng này mới chỉ lút được sơ sơ thôi. Mình sẽ kiếm đồng đội của nó lấy đồ. Ui, phía trước dã nhau căng ghê. Hơi bị đông người đây này. Ăn 1-2 viên gì rồi. Nhưng cơ bản thì nó còn đồng đội. Không nên đẩy trong tình huống này. Ra chích bên này đi bạn ơi. Mình đứng đợi ở đây lâu quá rồi. Sắp mọc rễ ở đây rồi. Ui cái định mệnh. Khốn nạn thế. Đúng lúc nó ra thì không có góc bắn. Cạn lời. Mình không thể đứng ở đây được. Phải hành động thôi.
phải liều thôi. Cái đậu xình nó nữa, vãi cả kẹt tường ạ. Không được rồi, góc này tù quá. Hai bé này. Chạy vào này. Ok, clear. Vẫn còn người đi ở phía ngoài này. Ok, boss thôi. Không đáng lo. Hit 4 này, M249 cũng được. Mà bắn M249 thì chúng ta lại không có sai lần. Úi dồi ôi, boss này. Thôi xong, lại mất chai nước rồi. Tí quá. Nữa này, đông thế. Ôi trời ơi, định mệnh toàn boss thế này. Sau lưng nữa này. Lắm boss thế. Lâu ngày không chơi solo squad chế độ này. Toàn boss là boss thôi. Chắc mình phải cố gắng bỏ thời gian chơi nhiều chế độ này chứ không nó lại cho vào toàn boss như này, bắn mất vui nha mọi người. Nữa này. Ây da, thiệt là khổ đó. Ây da, AUG đó hả? Ngon đấy. Rất nhiều bạn không thích cái khẩu AUG. Mình cũng không biết tại sao, cái khẩu này ngon mà. Tuy đam thì nó cũng hơi sida một tí. Nhưng tóm váy lại thì cũng được. Không có phải là yếu. Tại vì súng ngon thì nó mới cho vào thính chứ. À nhẽ nó cho mấy cái khẩu súng rác rác vào thính à? Vô lý. Ui dồi ôi, lại boss nữa này. Cạn lời. Định mệnh. Boss có thể ít hơn được không? Vãi cả nhảy ạ. Đùa. Nhảy cũng chết.
Cái gì đây? Người à? Ui dồi ôi, hay lắm. Cuối cùng cũng gặp người. Cái game này toàn bot đấy nhỉ? Định mệnh lúc đầu mình bắn toàn người ạ. Bỏ 5-6 ngày không chơi cái nữa, bây giờ chơi lại gặp toàn bot. Đùa thật ý. Hai thằng căng nha. Rồi, núp hết rồi. Bắn súng có một viên thôi à? Làm gì căng nhở? Còn 7 người, còn 6 người nữa thôi. 6 người này chắc chắn là toàn người rồi. Nó nấp hết rồi. Bọn người này sida vậy. Đông người hơn mà sợ. Trời. À. Một bé này. Nhòi đầu ra này. Nhòi đầu ra này. Ui dồi ôi, cái định mệnh. Mình bắn thì bị kẹt lại, nó bắn thì xuyên qua là sao nhỉ? Vô lý vậy. Lại thích chơi à? Căng đấy. Ui dồi ôi, quả đấy không nóc kìa. Chắc phải bắn cao hơn một tí thôi. Này thì nhìn này. Rồi nấp hết luôn. Căng nha. Team 3, team 4. Nhưng bị bắn mất một thằng. Nhìn cái gì đây? Nhìn, ui dồi ôi. Bắn lỗi rồi. Mũ mình đổ chết à? Chạy cái gì đấy? Sao không đứng lại chơi luôn? Rồi đào kìa, vãi cả đào ạ. Đào thế thì cạn lời. Mình sẽ đẩy qua luôn. Hello. Nhìn cái éo này. Ok. Thằng tên đỉnh đồi lúc nãy bắn nóc một thằng và giết luôn bên team kia rồi. Bây giờ mình đoán là còn thằng này cộng với hai thằng team kia nữa. Ok. Rồi. Bắn chết luôn, chắc chắn là hai thằng team kia bắn thằng tên này rồi. Bây giờ sẽ là tình huống 1v2. Và nó nằm ngay ở trước mặt mình thôi. Trận này mình không nhặt được nhiều bom rồi. Muốn đẩy à? Căng nha. 2v1 thì không chột cũng què. Lên đi các bạn ơi. Mình mới tập bắn rồi à? Các bạn cứ qua đây, mình dễ giết lắm. Mình chỉ biết bắn bot thôi, chứ người mình bắn không có lại. Các bạn ấy vẫn sợ, không tin người. Hai thằng thì sợ cái gì ấy nhỉ? Ui dồi ôi, còn ném bom nữa. Bây giờ bom mình thì mình cứ ngồi đây thôi. Các bạn thích thì các bạn lên.
kiểu gì nó cũng phải đẩy đến đây thôi. Một bé này, thằng nữa đang đẩy qua chỗ bạn nó. Ok, top 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.